Được rồi, em chào tất cả các bác đang có mặt ở trên kênh Nhật Đông Channel nhé. Ok, thì em hôm nay làm cái video này là để chia sẻ với các bác cái cách nuôi nuôi và thuần chồn giống chồn bạc mái nhé mọi người. Thì nó rất là đẹp, đây con chồn nó rất là đẹp. Con này thì già rồi, em nuôi lâu lắm rồi, già rồi cho nên là màu nó màu vàng vàng này, nó ngả sang màu vàng này. Lông của nó không được màu trắng trắng sữa nữa mà nó ngả ra màu vàng của kem nhé. Đây, màu vàng 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 vàng, cổ nó vàng vàng này. Thì em hướng dẫn cho các bác cách nuôi. Thì thức ăn của chồn chủ yếu là nó ăn trái cây nhé mọi người. Chồn này thì ăn trái cây này, ốc này, trái cây này, ốc này, cá này, động vật không xương sống này. Nói chung là trái cây thì thường là chuối nhá, em thường cho ăn chuối. Đấy, nó rất ưa chuối, chuối là cái món sở trường của nó nhá. Đây, em đã nuôi được lâu lắm rồi. Đây mọi người, đấy không? Nó già rồi, cổ nó vàng lắm mọi người. Em nuôi vào cái lồng này bé bé xíu cũng tội nó lắm. Đấy, mỗi lần em cho ăn này em cứ cho thế này, thành ra là bây giờ nó cứ tưởng em cho ăn đấy. Đấy, nuôi chồn này nuôi rất là dễ luôn. Đây. Đấy. Thì chia sẻ các bác nuôi thì đầu tiên các bác đánh về được, đánh bẫy về được này, bị thương thì các bác không nên nuôi nhé. Còn đánh bẫy về mà nó nguyên vẹn thì các bác nên nuôi. Và cái nó rất là đẹp nhưng mà được cái mùi nó thì không được thơm cho lắm nhá. Nhắc trước là cái lồn là lời chồn này là lời chồn là hôi nhá mọi người. Lợi chồn hôi cho nên là chồn heo chồn hôi đấy. Thì nhắc trước cho các bác thế. Đây này, click 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 đấy, cái lợi chồn này em nuôi thì được lâu lắm rồi. Thì các bác về thì vừa mới bấy về thì các bác nuôi thì đầu tiên thì nó còn gầy đi một ít, nó gầy đi rồi sau khi mà thích nghi được cái môi trường xung quanh rồi thì sau này nó sẽ lớn, nó sẽ béo lên nhá. Đấy, con này thì không thể lớn được nữa bởi vì nó già rồi, nó cũng khá già, tầm con này tầm ký mấy ấy, lâu lắm rồi mình không cân. Nhưng mà khi mọi người nuôi thì rất là dễ thôi, loại chồn này rất là dễ nuôi, nó giống như nuôi heo vậy đó, nuôi lợn vậy đó. Đấy, nó suốt ngày ăn xong rồi ngủ, chỉ cần nghe tiếng của em là nó sẽ tỉnh dậy thôi. Đây, em vừa ra ban ngày, em vừa ra làm cho nó dậy đây. Ban ngày thì kiểu là ban ngày nó hơi lạnh đậy lại, tối ấy thì cũng đậy lại thôi, cho ăn thì em thường thường đậy lại cho nó đỡ lạnh tội nó thôi. Đấy, thấy không? Đấy, đây là con chồn em nuôi. Click 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 click. Đấy. Đây này, đấy. Thì ok, nó chia sẻ với mọi người cái cách cậu ấy là nó ăn chuối nha mọi người, chuối với là cả ốc nha. Mọi người bắt được chuối thì cho ăn chuối với cả ốc nhé, nhớ nước uống đầy đủ cho nó nhé, cho nó uống nước đầy đủ là ok rồi, là chỗ này rất dễ nuôi. Đấy, ok, cảm ơn mọi người nhé, đây là cái pet cưng của mình đấy, nó rất là cưng luôn này, dễ thương, Click 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 click. nó dễ thương lắm mọi người ạ. Mình thả ra thì nó cũng chạy chạy vòng quanh, rồi mình lấy que mình đánh vào đây thì mình kích 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 đấy, nó lại chạy vào, nó hay lắm, rất dễ thương đấy. Nơi chồn này thì anh em chỗ ở cần phải sạch khé cho nó nhé, không thì nó sẽ bị bệnh nữa nhé. Ok, nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều, đã là chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi chồn bạc má rất là dễ. Chồn bạc má ăn gì này thì nó ăn chuối với là cả ốc với là cá, động vật không xương sống nhé. Nhưng mà ở đây thì mình chủ yếu là cho ăn ốc với lại cả chuối thôi, với cá đấy. Thì chỗ ở thì như thế nào, chỗ ở thì cần phải ấm sạch sẽ, thoáng mát sạch sẽ. Và nếu mà lạnh thì anh em nên đậy cái gì vào cho giống như nó ở trong cái tổ của nó ở trong lòng đất nha mọi người, đậy lại cho nó kín tội nó nhá. Ok, nó rất là dễ thương nó. Có đây, okay, là con pet của mình, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video sau, nếu mà cần có gì thắc mắc mọi người có comment, mình sẽ làm video giải đáp thắc mắc cho mọi người nhá. Ok.